Thưa quý vị và các bạn, là một trong những địa phương có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú với trữ lượng lớn so với nhiều địa phương khác trong tỉnh. Thời gian qua, huyện Hải Lăng đã có nhiều giải pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn nhiều khó khăn đặt ra, nhất là công tác quản lý hoàn thổ theo cam kết, phục hồi và trả lại môi trường cho địa phương, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân. Phóng sự sau phản ánh về nội dung này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Những năm gần đây, huyện Hải Lăng thuộc tỉnh Quảng Trị được lựa chọn làm điểm nhấn của khu kinh tế động lực Đông Nam của tỉnh, thu hút nhiều dự án đầu tư, nhiều doanh nghiệp khai thác tài nguyên, nhiều nhà máy đã đứng chân tại đây. Mặt tích cực của vấn đề thì cũng phần nào đã rõ. Một vùng quê nông nghiệp vốn là hoạt động chủ yếu nếu muốn phát triển kinh tế. Muốn đi lên nhất thiết phải phát triển các hoạt động như công nghiệp, dịch vụ, thương mại để phải thu hút đầu tư, tạo nên đòn bẩy, những cú hích cho nền kinh tế. Đáng chú ý, Hải Lăng là địa phương có hệ thống mỏ khoáng sản khá phong phú về chất lượng và trữ lượng. Có thể kể đến, về than bùn có hai mỏ ở xã Hải Thọ và thị trấn Chiên Xanh, một số mỏ đất ở các xã Hải Trường, Hải Chánh, Hải Sơn, Hải Lâm. Đặc biệt, Hải Lăng có tiềm năng khá lớn về cát. Trong đó, đáng quan tâm là Bộ Tài nguyên và Môi trường cho phép Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản Vico Quảng Trị khai thác cát trắng tại các xã Hải Ba, Hải Đình, Hải Hưng, Hải Thượng, Hải Lâm và thị trấn Diên Xanh với diện tích 446 ha. Trong đó, tại Hải Ba 206 ha, thời gian 29 năm. Thực trạng chung thì đa phần lớn các doanh nghiệp ngoài địa bàn vào triển khai khai thác thì đã phòng Tài nguyên Môi trường đã tích cực tham mưu để làm việc và nắm tình hình tổng quát chung trên tinh thần là trong các hoạt động khoáng sản phải đảm bảo hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dân trong nhằm đảm bảo tốt việc khai thác khoáng sản nơi có khoáng sản để tạo sự đồng thuận trong người dân. Về tổng quan chung về vật liệu xây dựng và đất săn lấp thì đã các mỏ đã quy hoạch và cũng tham mưu tổ chức đấu giá khai thác khoáng sản, và ngoài ra thì về các quy mô nhỏ lẻ và nhu cầu vật liệu săn lấp công trình của người dân gần đây này thì người dân cũng có ý kiến qua các buổi tiếp xúc cử tri. Tuy nhiên, bên cạnh những hoạt động tuân thủ quy định, sau khi hết thời hạn khai thác tài nguyên, doanh nghiệp hoàn thổ theo cam kết, phục hồi và trả lại môi trường cho địa phương, tự trung là chấp hành khá nghiêm túc, thì vẫn còn có tình trạng khai thác bừa bãi, không đúng quy định, khai thác xong không hoàn thổ, trả lại mặt bằng như cũ, để lại những hố sâu như hố bom, ảnh hưởng đến tài nguyên, môi trường của địa phương. Lại có cả chuyện khai thác trộm, chạy bạt màng gây mất an toàn giao thông và ảnh hưởng môi trường, cả thất thu thuế cho địa phương. Trong lúc đó, thì người dân bản địa lại gặp nhiều khó khăn khi muốn xây dựng, cải tạo nhà cửa, mở rộng sản xuất. Hiện tại thì thôn Long Thủy có khoảng gần 140 hectare vùng đất cát. Trên địa bàn thôn thì có ủy ban nhân tỉnh đã cắt một số diện tích để bàn giao công ty đầu tư khoáng sản Vico. Còn lại thì chủ yếu là hiện nay là có một số vùng thì chúng tôi chưa khai thác và chủ yếu là làm nghĩa địa. Trong quá trình mà quản lý thì cũng có thỉnh thoảng có một vài cá nhân là người ta thường hay khai thác trộm, thì chúng tôi cũng đã có biện pháp để mà giáo dục nhân dân và đồng thời cũng là tiến hành là tuần tra bắt giữ và về để bàn giao ủy ban xã để xử phạt. Thì đối với cái nhu cầu đất cát trên địa bàn á thì nhân dân đặc biệt là trong quá trình mà xây dựng á là rất cần để mà đất cát để mà làm nóng lên móng nhà cửa, nhưng mà hiện nay thì chúng tôi không có quyền được khai thác và cũng được phép khai thác. Do đó là theo cái nguyện vọng nhân dân thì chúng tôi cũng đề xuất với cấp trên nên có quy hoạch một vùng nào đó
một cái diện tích nào đó để cho nhân dân khai thác. Người dân ở đây mong muốn cấp các cấp tỉnh huyện là nên quy hoạch cho dân địa phương chúng tôi là khai thác rũ cát để đổ để xây nhà hoặc là đắp mồ. Chưa giờ chưa công ty mà khai thác như vậy thì dân chúng tôi là chưa đi mua đất mua cát, không có đổ đất đổ nền nhà, bởi vì cái thế sau này cứ chúc như vậy là tài nguyên càng ngày càng cạn kiệt, mà người dân chúng tôi ở trên địa bàn mà mua đi mua là đất cát mà giá thành nó cao quá, dân thì làm nông nghiệp kinh tế là khó khăn. Từ những thực trạng đã nêu và thực tế cuộc sống nơi đây, những người dân cũng như cán bộ cơ sở cũng đã có những kiến nghị với những nội dung thiết thực rất đáng quan tâm, xem xét, để rồi từ đó tìm được lời giải thích đáng cho bài toán khai thác tài nguyên. Mặc dù địa phương đã tổ chức tuần tra mật phục, nhưng đối tượng khai thác cát ngày càng tinh vi, lén lỏi, lợi dụng vào thời gian nghỉ vào ban đêm để tiến hành khai thác. Đây là một vấn đề cho địa phương, ý kiến của nhân dân là rất bất bình về việc là đất cát trên địa bàn mà người dân không được sử dụng để các đối tượng chở cát đánh cắp cái tài nguyên. Xin đề xuất với cấp trên là có một cơ chế để tạo điều kiện cho nhân dân, tạo điều kiện cho xã nhà được cải tạo, sản lập mặt bằng và lấy cái tài nguyên để là sử dụng cho nhân dân sử dụng, và đồng thời là cải tạo được mặt bằng để tăng cường phát triển sản xuất ở vùng cát. Ở nông thôn bây giờ giao một cỏ chăn nuôi mà hồi trước thì chuồng heo toàn thóc hết, chứ bữa nay muốn nâng lên thì cũng khó, là vì bữa nâng lên mua cát không đủ nhiều rồi, cho nên giờ nhau môi trường thóc về lụt lấy bắt heo, chứ chưa đi mua cát là khó rồi, mà mua cát về đắt. Theo tôi thì người dân ở giữa nữa thì tôi cũng nghĩ là bây giờ cát cốc ở trên là phải mà nào mà cho dân ở giữa là phải một cái điều kiện để sao đi với một nắng thì nắng nhờ nắng đô là có chỗ để mà kiểu mua cả mua đâu rồi giá rẻ để mà nắng lên, chứ mà muốn làm chứ mà muốn nắng nhờ nó mất cái chăn nuôi mà đi mua cả giá cao về thì làm nổi. Người dân ở sống ở làng thị xã tức là ở gần cái địa bàn như vậy là đất cát, nhưng mà thực tình ra bản thân của nhà tôi thì cũng vậy, tức là bây giờ mình ở ngôi nhà thì ở gần cái đồi cát, nhưng mà tự nhiên là mình không được sử dụng cái đồi cát. Và lại thì như vậy là có phải đi mua ở chỗ xa về, thì như vậy là rất mong chính quyền cấp trên can thiệp vào như vậy là để như vậy là cũng vừa được như vậy là trên và được cho người dân. Có thể khẳng định rằng hoạt động khai thác cát sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường đã và đang góp phần rất quan trọng trong việc cung cấp nguyên vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh và các khu vực lân cận, đảm bảo nguồn nguyên liệu cho các công trình thi công đúng tiến độ, nhất là các dự án trọng điểm, góp phần phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, từ góc độ quản lý nhà nước, huyện Hải Lăng cần có những giải pháp quản lý hiệu quả hơn nữa, bảo đảm hài hòa lợi ích của các bên liên quan, trong đó có sự phát triển kinh tế xã hội và môi trường bền vững của địa phương. Phòng cũng đã tham mưu ban huyện phối hợp với các sở liên quan để tham mưu ban tỉnh ban hành quy định về việc cho phép các hộ gia đình cá nhân thực hiện cải tạo đất nông nghiệp, đất ở để mà dùng sản phẩm vật liệu đó để thực hiện san lấp các công trình liên quan. Thì hiện nay thì các sở ngành đang rà soát theo quy định của luật đất đai 2024 và các nghị định thông tư hướng dẫn để tiếp tục tham mưu hoàn thiện và trình ủy ban tỉnh ban hành trong thời gian tới nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân nói chung, tinh thần thực hiện theo đúng các quy định liên quan. Tham mưu ban huyện chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác bảo vệ khoáng sản trước khai thác theo thẩm quyền, phối hợp các nhà đầu tư để lấy ý kiến của cộng đồng dân cư cũng như giám sát các cái hoạt động để tránh kịp thời tránh việc xảy ra các sai phạm
liên quan nhằm từng bước là quản lý tốt và đi vào nền để đạt được hoạt động khoáng sản trên địa bàn. Bức tranh khai thác tài nguyên ở địa bàn huyện Hải Lăng đã có sắc màu khá rõ. Những dự kiến cho bài toán khai thác tài nguyên ở đây cũng không phải khó nhìn thấy. Vấn đề còn lại là giải quyết đúng hướng theo quy định, rốt ráo và có lý, có tình. Hy vọng với sự nhìn nhận của các cấp có thẩm quyền, sự chỉ đạo của các cấp chính quyền, sự vào cuộc của ngành chức năng, bài toán khai thác tài nguyên ở Hải Lăng sẽ có lời giải thỏa đáng, đem lại hiệu quả thiết thực, đi vào cuộc sống, được người dân đồng tình và ủng hộ.